cần bán nhà xây mới 4 tầng tại Đa Sĩ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Hiện tại là tôi đang đứng ở vị trí của ngôi nhà đây. Ngôi nhà thì có cái vị trí ngõ trước nhà là rộng 3m, cách đường ô tô đi chỉ khoảng tầm 30m mà thôi. Vị trí ở khu vực trung tâm, rất là gần các trường tiểu học mầm non cấp 2 Kiến Hưng và các trường trung học phổ thông Lê Lợi cấp 3 Lê Lợi. Nhà cách chợ Đa Sĩ chỉ khoảng tầm 100m đi bộ. Đấy, đây là cái vị trí của ngôi nhà đây. Nhà có hướng chính là hướng đông bắc. Thiết kế là 4 tầng, có diện tích ở trên sổ đỏ là 38m2 và diện tích xây dựng thực tế là 40m. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết toàn bộ ngôi nhà để cho mọi người có thể hình dung dễ hơn. Đấy, thì cái phía cửa chính của ngôi nhà đây là sử dụng là cửa cuốn. Và toàn bộ những cái hệ thống mặt tiền đều được ốp bằng đá granite hết để đảm bảo về tính sạch sẽ và vệ sinh của toàn bộ ngôi nhà. Sau đây là giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người có thể là hình dung dễ hơn. Ở phía tầng 1 của ngôi nhà là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đấy, đây là khu vực của phòng khách. Phòng khách rất là rộng, chúng ta là được ngăn cách với ô cầu thang là bởi những cái thanh vách gỗ này và những cái mặt đá ốp mosaic. Đấy, thiết kế của ngôi nhà thì là sẽ bao gồm là 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 6 nhà vệ sinh. Tất cả các nhà vệ sinh đều được khép kín và ở trong phòng hết. Mọi người có thể là mua ngôi nhà để ở hoặc là chúng ta cũng có thể là đầu tư để làm nhà trọ thì là cũng vô cùng hợp lý. Đấy, và hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong khu bếp của ngôi nhà đây. Thiết kế tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ sồi Nga. Toàn bộ chất liệu sử dụng của vòi rửa và chậu rửa là bằng inox 304 và hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đây là toàn bộ không gian của phòng bếp. Đấy, phòng bếp và phòng khách được ngăn cách bởi ô cầu thang, rất là hợp lý. Và ở phía trong của ngôi nhà đây này sẽ có thêm một ô giếng trời đây để cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy, đứng ở đây thì là gió lùa rất là mát, rất là thông thủy. Ở phía tầng 1 sẽ có thêm một nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh là sử dụng là cửa là bằng cửa nhôm kính. Và phía bên trong nhà vệ sinh chúng tôi cũng đã lắp đặt hoàn thiện xong hết toàn bộ hệ thống bồn cầu, lavabo, vòi xịt, vòi rửa và cũng như là hệ thống gương. Và phía bên trong nhà vệ sinh là còn có thêm một cái hệ thống máy bơm nước để bơm nước lên trên bồn nước trên tầng 1. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ xoan đào. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là cũng được ốp bằng đá granite nguyên tấm. Ở phía trên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà là sẽ được thiết kế là giống hệt nhau, mỗi một tầng là sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh khép kín. Đấy, và ở phía bên trong đây là phòng thứ nhất. Sử dụng cửa thông phòng là bằng cửa gỗ sồi Nga. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết toàn bộ những cái hệ thống trần thạch cao này, đèn led cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh chiếu sáng. Mọi người có nhu cầu thì là chúng ta có thể chuyển đồ về và ở luôn. Và đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, nhà vệ sinh này là có đầy đủ hết bình nóng lạnh, sen tắm, bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống thiết bị. Đây là cái ô cửa sổ mở ra ngoài phía ô thoáng đây. Mọi người có thể là nhìn lại toàn bộ cái không gian của phòng ngủ này. Và bên đây là phòng ngủ thứ hai. Đấy. Ưu điểm của ngôi nhà này là tất cả các phòng ngủ của chúng ta này đều có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho căn phòng. Và tất cả các phòng là đều là có hệ thống nhà vệ sinh riêng khép kín, rất là hợp lý.
Tiếp theo đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Đây chúng ta cũng sẽ có bao gồm hai phòng. Hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế tương tự như nhau thôi. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết rồi. Tiếp theo đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Đây là phòng ngủ thứ 5, đây phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà. Tất cả các phòng này được bố trí rất là hợp lý, cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Ở phía ngoài đây là sân phơi. Đấy, khu vực sân phơi rất là rộng. Toàn bộ hệ thống trần chúng tôi là đều là đổ bê tông hết. Cũng đã hoàn thiện xong hệ thống chuồng cọp. Khu vực xung quanh mọi người có thể nhìn thấy là khu vực đông dân cư. Nhà dân ở rất là đông. Đấy, khu vực mà có giá trị đầu tư về nhà và đất trong thời gian lâu dài sinh nở rất là hiệu quả. Và tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để cho mọi người có thể nắm được rõ ràng hơn. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 38m², được xây mới với thiết kế là bao gồm 4 tầng, 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 6 nhà vệ sinh. Nằm tại Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có hướng chính là hướng Đông Bắc, đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.550.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.